Dạ rồi. Hầu hết tất cả mọi người thì đều mong muốn là chúng ta đạt được tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống này. Tuy nhiên rằng là cái điều đó nó chưa có dễ, nó chưa có dễ đúng không ạ? Ok. Và ngày hôm nay thì người thì đều mong muốn là chúng ta đạt được tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống này. Tuy nhiên rằng là cái điều đó nó chưa có dễ, nó chưa có dễ đúng không ạ? Dạ các anh chị để Việt một lát. Dạ rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị cái 15 cái bí kíp ứng dụng cho ứng dụng luật hấp dẫn và thương mại tiềm thức cho tất cả những anh chị mới bắt đầu, những anh chị có thể là chưa biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức một chút nào cũng có thể áp dụng 15 cái bí kíp này và có thể thu hút được cái mục tiêu cho mình, đúng không ạ? Tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống của anh chị, nếu như chúng ta biết ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, nếu như chúng ta áp dụng 15 cái bí kíp này một cách triệt để, thì người tin chắc chắn rằng những cái mong muốn của anh chị về mục tiêu về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, về những về công việc của mình, về mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình đều đạt được. Bao nhiêu trong số các anh chị rất là hào hứng với cái chủ đề này ạ? Lý do vì sao ngày hôm nay Nguyệt lại quyết định livestream chia sẻ cái nội dung này, bởi vì có rất là nhiều anh chị cũng giống như Nguyệt trước kia thôi, chúng ta rất là loay hoay trong cuộc sống. Có thể là có những anh chị thì gặp vấn đề về mối quan hệ, đúng không ạ? Gia đình không hạnh phúc, hoặc là có những anh chị thì gặp vấn đề về con cái không nghe lời, hoặc là có những anh chị thì gặp vấn đề về công việc của mình không có được thuận lợi, có những anh chị thì gặp những cái vấn đề về tài chính của mình nó không có được hanh thông. Đó, có rất 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 nhiều vấn đề. Và bản thân Nguyệt trước khi mà biết tới cái kiến thức này thì Nguyệt cũng giống như các anh chị, cũng rất là loay hoay, có thể là có lúc thì có vấn đề này, có lúc thì có vấn đề kia, và mình không có được một cái phương pháp nào để có thể là dung hòa tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Tuy nhiên là khi mà biết tới môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng thì Nguyệt đã học được cái kiến thức về luật hấp dẫn, về sức mạnh tiềm thức, và Nguyệt cũng đã đây nó là cái kiến thức của những người thành công, họ đã áp dụng, và Nguyệt cũng đã học cái kiến thức này để Nguyệt ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống của mình. Và điều tuyệt vời là tất cả những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống, tất cả những cái mục tiêu về công việc, về tài chính, về mối quan hệ, rồi về cái khả năng của bản thân, thì Nguyệt đều ứng dụng và dần dần đạt được mục tiêu ấy chị, từng bước đạt mục tiêu. Có rất là nhiều những cái mục tiêu mà Nguyệt đã chinh phục được đó. Và ngày hôm nay nếu như anh chị nào tham gia cái livestream này của Nguyệt, thì Nguyệt cũng sẽ dành tặng cho anh chị một cái món quà, một cái món quà vô cùng đặc biệt luôn các anh chị, một cái món quà mà Nguyệt nghĩ rằng là cái món quà này thì nó rất là giá trị, bởi vì sao? Nó đã giúp cho Nguyệt và rất rất nhiều anh chị học tập và thay đổi cuộc sống của mình. Đó là cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn. Bao nhiêu trong số các anh chị hào hứng với cái món quà này ạ? Anh chị hãy comment xuống, hãy chấm xuống để Nguyệt biết là các anh chị đang xem. Và ngày hôm nay những anh chị nào đang xem livestream của Nguyệt thì Nguyệt sẽ dành tặng cho các anh chị cái món quà này. Chỉ một cái thao tác nhỏ thôi các anh chị đã có thể nhận được quà. Đó là các anh chị hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt ở trên trang cá nhân một lần thôi, sau đó thì chụp ảnh gửi qua cho Nguyệt. Nguyệt sẽ dành tặng cái món quà này dành cho các anh chị, một cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn. Đó, đây là cái bộ công thức mà Nguyệt đã học được từ người thầy thành công của mình, và chính cái bộ công thức này đã giúp cho Nguyệt thay đổi được cuộc sống. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Nguyệt sẽ chia sẻ cho các anh chị từng cái bước để anh chị có thể ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Và khi các anh chị nắm rõ các bước này rồi thì anh chị học cái bộ công thức kia, các anh chị ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống, thì mọi những cái mục tiêu mình làm theo đúng công thức, lắp ráp vào cái công thức của người thành công, thì mình đạt được một cách rất là dễ dàng. Ok không ạ? Đó, vậy thì những anh chị nào đang xem livestream, anh chị nào đang theo dõi cái livestream này của Nguyệt, thì hãy chấm xuống, hãy comment xuống để cho Nguyệt được biết là các anh chị đang theo dõi.
các anh chị đang xem, và hãy làm cái động tác đó là hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường của mình và chụp lại cái màn hình anh chị chia sẻ đó để anh chị có thể nhận được món quà đặc biệt này. Ok. Dạ rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bước đầu tiên trong 15 bước ứng dụng luật hấp dẫn, đúng không ạ? Để mà chúng ta biết ứng dụng cái công thức để chúng ta ứng dụng được 15 cái bước này thì đầu tiên anh chị cần hiểu thế nào là luật hấp dẫn, thế nào là sức mạnh tiềm thức trước cái đã, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị đang xem livestream của Nguyệt, anh chị ngày hôm nay anh chị mới nghe được cái khái niệm là luật hấp dẫn là sức mạnh tiềm thức. Ok, Nguyệt xin chào chị Ngô Hoa và cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi cái livestream của Nguyệt ngày hôm nay, và hãy cùng nhau gieo nhân tốt để gặt một bầu trời quả ngọt. Anh chị hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường để ngày hôm nay mình có thể là tặng quà về cho các anh chị, đúng không ạ? Một cái bộ livestream, một cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn. Bằng các anh chị nhận quà bằng cái hình thức rất là đơn giản thôi ạ. Anh chị hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường một lần thôi, sau đó thì chụp ảnh gửi qua cho Nguyệt, nhắn tin gửi qua cho Nguyệt, Nguyệt sẽ tặng cho anh chị cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn, và Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị thực hành cái bộ công thức này. Ok chưa ạ? Rồi, và bước vào cái nội dung ngày hôm nay, Nguyệt sẽ chia sẻ cho các anh chị. Đầu tiên chúng ta phải nắm được cái khái niệm thế nào là luật hấp dẫn, thế nào là sức mạnh tiềm thức. Chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn, ứng dụng sức mạnh tiềm thức để thu hút mục tiêu thì chúng ta phải biết cái định nghĩa nó là cái gì, đúng không ạ? Và cái quy luật vận hành của nó như thế nào và các cái bước ứng dụng ra làm sao. Ok không ạ? Vậy thì đầu tiên nói một cách để cho các anh chị dễ hiểu nhất, luật hấp dẫn thì nó là một trong những cái quy luật của vũ trụ, một trong những cái quy luật của vũ trụ, mà đã là quy luật thì nó luôn luôn đúng các anh chị, dù mình có biết nó, dù mình có biết nó hay không, đúng không ạ? Nó là một trong những quy luật của vũ trụ, và cái quy luật này vận hành cái gì giống nhau thì hút nhau, cái gì giống nhau thì hút nhau. Mình lấy ví dụ như thế này thì anh chị dễ hiểu. Chúng ta hay chơi với những cái người bạn mà có những cái nét tính cách giống như chúng ta đó, giống nhau thì mới chơi được với nhau, có đúng không ạ? Giống nhau thì mới chơi được với nhau. Hoặc là chơi với chúng ta chơi với một số những cái người bạn mà có cùng cùng chung sở thích với chúng ta đó, thì cái gì giống nhau thì hút nhau, đó chính là luật hấp dẫn. Mây tầng nào hút mây tầng đó, mình như thế nào thì mình sẽ hút người như vậy, mình như thế nào mình sẽ chơi với cái người bạn của mình cũng có những cái nét tính cách như vậy. Đó là một cách một cái khái niệm rất là dễ hiểu, đúng không anh chị? Rồi tiếp theo này, sức mạnh tiềm thức là gì? Sức mạnh tiềm thức là gì? Con người chúng ta thì có 5 cái giác quan, 5 cái giác quan bên ngoài, cái giác quan mắt này, mũi này, đúng không ạ? Rồi tai này, da để chúng ta cảm nhận này, đúng không ạ? Có 5 cái giác quan bên ngoài, cái này thì mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Và có một cái giác quan thứ 6. Bao nhiêu trong số các anh chị nghe đến giác quan thứ 6 ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị nghe cái cụm từ giác quan thứ sáu ạ? Trước đây mình cũng nghe và mình nghĩ rằng là giác quan thứ sáu chỉ dành cho những người nào mà giỏi, đúng không ạ? Những người có giác quan thứ sáu, nhưng mà tất cả chúng ta đều có giác quan thứ sáu anh chị nhé. Giác quan thứ sáu hay còn gọi là tâm thức, và tâm thức thì nó cấu tạo gồm có hai phần, ý thức và tiềm thức. Đó, ý thức và tiềm thức. Ý thức thì chiếm 10%. Ý thức nó giống như là chúng ta đang ngồi đây. Ví dụ như Nguyệt ngồi đây, Nguyệt đang chia sẻ với các chị. Nguyệt biết là người đang nói cái gì. Đó là ý thức. Chà, hoặc là ngày hôm nay Nguyệt lựa chọn. Đó là Nguyệt mặc cái bộ đồ màu gì.
Nguyệt ăn món gì, Nguyệt làm gì, thì đó là ý thức. Ý thức có cái chức năng đó là lựa chọn và ra quyết định, lựa chọn và ra quyết định anh chị nha. Đó, anh chị có thể ghi lại cái khái niệm. Ý thức thì có chức năng đó là lựa chọn và ra quyết định. Còn cái phần thứ hai của tâm thức đó là tiềm thức. Tiềm thức thì chiếm tới 90% và nó có chức năng đó là đồng ý và cho thêm. Đó, nó có chức năng là đồng ý và cho thêm các anh chị nhé. Ok, người xin chào Nguyễn Dung. Cảm ơn Dung đã dành thời gian theo dõi livestream của Nguyệt ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Nguyệt livestream cái chủ đề giúp cho mọi người, tất cả bất kỳ một ai, những anh chị nào dù là mới ngày hôm nay mới biết tới khái niệm sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn đều có thể ứng dụng cái kiến thức này vào trong cuộc sống của mình để thu hút mọi mục tiêu. Và ngày hôm nay Nguyệt cũng có một cái món quà vô cùng là đặc biệt dành tặng cho tất cả các anh chị đang xem livestream của Nguyệt. Đó là một cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn. Đó, khi các anh chị hiểu 15 cái bước này và người tặng cho các anh chị cái bộ công thức đó thì anh chị sẽ ứng dụng và thu hút tiền bạc. Đó, bằng một cái thao tác nhỏ thôi, các anh chị hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường một lần thôi, sau đó thì chụp ảnh gửi qua cho Nguyệt, Nguyệt sẽ tặng cho các anh chị cái bộ công thức này. Ok không ạ? Dạ rồi, Nguyệt nói chia sẻ tiếp về tiềm thức. Tiềm thức thì có cái chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Anh chị hình dung cái tâm thức của chúng ta nó giống như thể là ý thức và tiềm thức, nó giống như thể là ý thức thì nó là cái người thuyền trưởng trên một cái con tàu, đúng không ạ? Thì nó chỉ có 10% thôi, nó thuyền trưởng chỉ có một người thôi, còn tiềm thức nó chiếm tới 90%, nó đóng vai trò như những cái thuyền viên, có nghĩa là thuyền viên thì có rất là nhiều. Đó, ý thức có nghĩa là cái ông thuyền trưởng ấy thì có cái chức năng đó là lựa chọn và ra quyết định, đúng không? Ông ấy có chức năng là ông ấy có cái quyền đó là chỉ cho con tàu đi hướng nào, là những cái thuyền viên phải lái theo cái hướng đó, được chưa ạ? Còn tiềm thức thì là những cái người thuyền viên trên một cái con tàu đó thì sẽ có rất là nhiều thuyền viên, và thuyền viên thì chỉ có vai trò đó là đồng ý và đồng ý thì và cho thêm, có nghĩa là đồng ý làm theo, nghe theo cái lời chỉ dẫn của ý thức đó. Và cái lực lượng của tiềm thức thì rất là đông, 90%. Ok, người xin chào chị Phạm Hoa, cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi livestream của Nguyệt ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau gieo nhân tốt và gặt một bầu trời quả ngọt bằng cách là hãy tag tên những người bạn, những người thân của mình vào để được có thể đón xem được cái livestream này. Và những anh chị đang xem livestream của Nguyệt mong muốn được nhận món quà đặc biệt là cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền thì bằng luật hấp dẫn ấy, thì các anh chị hãy chia sẻ cái livestream của Nguyệt về tường và chụp ảnh gửi qua cho Nguyệt, sẽ tặng dành tặng cho các anh chị. Ok. Đó, anh chị đã hình dung ra ý thức và tiềm thức chưa ạ? Hai cái chức năng nó khác nhau anh chị nha, hai cái chức năng nó khác nhau. Đấy, tâm thức gồm cả ý thức và tiềm thức. Ý thức thì chiếm 10% và nó có cái vai trò đó là lựa chọn và ra quyết định. Còn tiềm thức thì chiếm 90%. Nó có chức năng đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Ok, anh chị đã hiểu sơ qua cái khái niệm như vậy chưa ạ? Nó rất là dễ hiểu luôn nha anh chị. Rồi, vậy thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta thu hút được những cái mục tiêu như mình mong muốn? Làm như thế nào để chúng ta đạt được tất cả những cái điều mình muốn? Thì cái bước đầu tiên để chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn, ứng dụng sức mạnh tiềm thức đạt được mục tiêu mình muốn, thì cái bước đầu tiên, bước số 1 ngày hôm nay người chia sẻ đó là anh chị phải biết mình mong muốn điều gì. Ok không ạ? Mình phải biết là biết chính xác mình muốn cái gì. Đó, bước 1 đó là biết chính xác mình muốn cái gì.
Và có rất là nhiều người họ không có đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống của họ bởi vì họ không biết mình muốn gì. Đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng. Vậy thì trong cái bước một này, ở khi mà chúng ta học về luật hấp dẫn, có một cái công thức thiết lập mục tiêu thông minh giúp cho các anh chị biết chính xác mình muốn cái gì và theo đúng cái công thức của người thành công, theo đúng công thức ứng dụng luật hấp dẫn, đúng không ạ? Vậy thì cái công thức SMART, công thức này gọi là công thức SMART goal, công thức hay là nói một cách dễ hiểu hơn, nó là cái cách thiết lập mục tiêu thông minh. SMART có nghĩa là thông minh đấy anh chị. Thiết lập mục tiêu thông minh. Và trong cái bước một này thì để có thể thiết lập được một cái mục tiêu thì chúng ta sẽ đảm bảo cái mục tiêu đó nó có những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất, đó là cái mục tiêu đó nó phải đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đo lường được. Anh chị nốt lại cái bước đầu tiên để có thể thiết lập một cái mục tiêu, đúng không ạ? Thì cái mục tiêu đó nó phải được thiết kế ra theo công thức. Cái công thức đó đầu tiên chúng ta phải đáp ứng, cái mục tiêu đó nó phải đáp ứng cái điều kiện đó là đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đo lường được. Rồi, cái yếu tố thứ hai đó là cái mục tiêu đó nó phải có cái mốc thời gian cụ thể. Nó có mốc thời gian cụ thể, nó phải có cái deadline cụ thể. Cái thứ ba đó là cái mục tiêu đó phải được thiết kế ở thời kỳ ở phải phải được viết ở thì hiện tại. Lát nữa mình sẽ giải thích cho các anh chị cứ viết cái công thức vào. Phải được viết ở thì hiện tại bởi vì sao? Bởi vì tiềm thức thì không có hiểu tương lai hay quá khứ, nó chỉ biết ở thời hiện tại thôi. Nên là tất cả những cái mục tiêu đều bắt đầu từ hôm nay ngày. Được chưa? Viết ở thì hiện tại. Rồi, cái yêu cầu số 3 trong cái thiết lập mục tiêu đó là cái mục tiêu đó được thiết kế ra ấy, thì nó phải đảm bảo cái yếu tố đó là bất khả thi nhưng không được phi thực tế. Bất khả thi nhưng không được phi thực tế. Bất khả thi có nghĩa là cái mục tiêu đó mình chưa bao giờ đạt được. Và nó không được phi thực tế có nghĩa là nó không được quá xa so với cái con số thực tế, so với cái hiện tại thực tế mình đang có. Mình lấy ví dụ, đối với mục tiêu về tài chính thì chúng ta chỉ lấy gấp đôi thu nhập của mình. Ví dụ hiện tại anh chị đang có thu nhập là 10 triệu thì chúng ta lấy gấp đôi lên là 20 triệu. Được chưa? Trong vòng một tháng nhé. Mục tiêu thiết kế mục tiêu thì các anh chị cứ đảm bảo cái những cái yếu tố này, được chưa? Rồi cái tiếp theo đó là cái mục tiêu đó thì nó phải có ý nghĩa đối với mình. Cái mục tiêu đó phải có ý nghĩa đối với mình. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra cái ý nghĩa, cái việc mà chúng ta phải hoàn thành cái mục tiêu này bởi vì lý do gì? Họ tìm ra 10 cái lý do đủ lớn để phải hoàn thành mục tiêu. Ok không ạ? 10 lý do đủ lớn để phải hoàn thành mục tiêu. Tôi phải hoàn thành được mục tiêu này, tôi phải đạt được mục tiêu này vì những lý do gì? Đó, đó là cái đưa ra cái ý nghĩa của mục tiêu. Rồi cái tiếp theo ạ, đó là cái mục tiêu đó, để mình đạt được cái mục tiêu đó thì mình phải có những hành động mới. Ok cho anh chị, có những hành động mới, đó là cái những cái yêu cầu, đó là những cái yếu tố trong cái công thức của người thành công, trong cái công thức thiết lập mục tiêu thông minh. Và Nguyệt có một cái có những cái video hướng dẫn cụ thể cái cách thiết lập mục tiêu tháng, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 5. Đó, theo đúng cái công thức này.
anh chị nào mà anh chị nào mà cần thì cứ inbox cho Nguyệt, Nguyệt gửi tặng cho các anh chị hoặc Nguyệt hướng dẫn cho các anh chị. Tại vì đây nó là công thức chung, cái công thức này thì chúng ta có thể áp dụng cho tất cả các mục tiêu, tất cả các mục tiêu từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đó, vậy thì ngắn hạn thì chúng ta thiết lập cái mục tiêu tháng, mục tiêu tuần như thế nào, thì Nguyệt có cái video hướng dẫn rõ, rất là cụ thể. Anh chị theo dõi Nguyệt trong những cái ngày tiếp theo, và hoặc là inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ tặng cho các anh chị, hoặc là Nguyệt hướng dẫn trực tiếp cho các anh chị để các anh chị có thể thiết lập cho mình một cái mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, để và có được cái kế hoạch để thực hiện cái mục tiêu đó như thế nào. Nếu như các anh chị theo dõi, tham gia theo dõi đầy đủ và học 15 cái bước ngày hôm nay, hôm nay và những cái ngày sau mình chia sẻ. Ok không ạ? Đó, đó là cái bước đầu tiên, là mình phải có được cái mục tiêu cụ thể theo đúng công thức của người thành công, theo đúng công thức SMART goal, đúng công thức ứng dụng luật hấp dẫn. Đó, và bây giờ mình sẽ giải thích này. Cái mục tiêu nó phải đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết. Lý do vì sao phải vậy? Bởi vì tiềm thức của chúng ta nó giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Nên là chúng ta đưa ra cái mục tiêu gì, à, nói cái gì mà một đứa trẻ 3 tuổi phải hiểu, thì có nghĩa là nó phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết. Mình lấy ví dụ như đó là mục tiêu về tài chính đi. Chúng ta phải có cái con số rõ ràng. Ví dụ bây giờ đang thu nhập 10 triệu, mong muốn thu nhập 20 triệu thì phải có con số 20 triệu rõ ràng. Chứ còn nếu như anh chị bảo là tôi muốn nhiều tiền, tôi muốn càng nhiều càng tốt, có nghĩa là chung chung, thì tiềm thức nó sẽ không hiểu được là nhiều là bao nhiêu. Số 2 là số nhiều, 2.000 là nhiều rồi. Đó, 2.000 là nhiều rồi. Nên là chúng ta phải có cái con số rõ ràng, cụ thể, chi tiết, nó là như vậy. Hoặc là mục tiêu về sức khỏe, anh chị muốn tăng cân. Vậy thì cái con số cân nặng mà anh chị muốn là bao nhiêu thì mình phải cụ thể. Ví dụ bây giờ mình đang 45 kg thì mình muốn tăng lên, một tháng mình muốn tăng lên 2 kg. Vậy thì mình phải có cái con số cụ thể, đó là cái cân nặng là 47 kg. Rõ ràng, cụ thể, chi tiết như vậy thì tiềm thức nó mới hiểu. Rồi, và phải biết ở thì hiện tại, bởi vì sao? Vì là tiềm thức không hiểu tương lai hay quá khứ, nó chỉ hiểu hiện tại mà thôi. Chính vì vậy mà tất cả những cái mục tiêu đều bắt đầu bằng từ hôm nay ngày. Ví dụ mục tiêu 30 ngày thì ngày hôm nay anh chị làm cái ngày viết đúng không ạ? Thì cái 30 ngày sau, cái ngày mà anh chị đặt mục tiêu nó là cái ngày nào thì anh chị biết là hôm nay ngày. Ví dụ hôm nay là ngày 10, hôm nay là ngày 20 tháng 4 đúng không ạ? Là vậy thì cái ngày mà chúng ta đạt được một tháng sau nó là ngày 20 tháng 5. Thì anh chị sẽ biết là hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2024. Đó, và thêm một cái chi tiết nữa, đó là sống như thể đạt được rồi các chị. Cái mục tiêu đó mình phải sống như thể đạt được rồi. Đó, anh chị bổ sung vào cái công thức nhé. Cái mục tiêu đó mình phải sống như thể đạt được rồi. Sống như thể đạt được rồi có nghĩa là mình đã có nó rồi, đã sở hữu nó rồi. Thì chúng ta sẽ đặt là hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2024, tôi có, tôi là, tôi sở hữu, có nghĩa là dùng những cái từ mà đã như là mình đạt được rồi. Chứ không dùng cái từ là tôi muốn có, tôi sẽ có, nghĩa là muốn là chưa có, sẽ là chưa có, đó là thì được làm. Anh chị hình dung khúc này không ạ? Đó thì sống như thể đạt được rồi. Tôi có số tiền lợi nhuận là gấp đôi cái thu nhập của mình là bao nhiêu, anh chị biết vào. Hoặc là mục tiêu về sức khỏe, tôi có cái cân nặng là bao nhiêu, hoặc là số đo ba vòng, hoặc là bất kỳ cái mục tiêu nào anh chị muốn cái cải thiện trong cái sức khỏe anh chị. Và tương tự như vậy thì về mối quan hệ, mong muốn rõ ràng ra. Đúng không ạ? Ví dụ cái mục tiêu về mối quan hệ là 30 ngày sau anh chị mong muốn anh chị gia đình anh chị luôn luôn vui vẻ hạnh phúc này, luôn nói lời biết ơn này, luôn nói những cái ngôn từ tích cực, luôn có cái tiếng cười
trong gia đình, rộn ràng trong gia đình. Đấy, thì có nghĩa là mình phải có được cái mục tiêu cụ thể như vậy. Đó, rất là rõ ràng luôn. Ok, anh chị hiểu khúc này chưa? Đấy là bước một anh chị nha. Phải thiết lập cho mình một cái mục tiêu cực kỳ là rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Đó. Thì những anh chị nào mà đang xem livestream mà mong muốn được Nguyệt hướng dẫn rõ ràng từng cái mục tiêu, ví dụ như mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu 30 ngày viết như thế nào, mục tiêu 6 tháng viết như thế nào, mục tiêu 1 năm làm như thế nào, thì inbox cho Nguyệt để sẽ hướng dẫn cụ thể. Được không ạ? Rồi, đấy là cái bước thứ nhất trong 15 bước ứng dụng. Đó, anh chị hiểu chỗ này nhá. Rồi, cái bước số 2. Anh chị có thể nốt lại nhá, bước số 2. Đó là khi sau khi chúng ta đã có được cái mục tiêu rồi thì chúng ta có cái bước số 2, đó là bước hình dung tưởng tượng. Hình dung tưởng tượng. Hình dung tưởng tượng. Được chưa? Tiềm thức của chúng ta thì thích hình ảnh. Thích hình ảnh. Chính vì vậy mà những cái mục tiêu của anh chị hãy hình dung tưởng tượng ra một cái giống giống như một cái bức tranh anh chị đã đạt được nó rồi. Cái lúc mà anh chị đạt được nó rồi, anh chị cái khung cảnh nó như thế nào, nó diễn ra làm sao, gọi hình dung tưởng tượng ra đến cái lúc đó, và lúc mà mình đạt được cái mục tiêu rồi thì mình hạnh phúc như thế nào, và lúc đó mình đang làm gì, đang ở đâu. Hãy viết nó ra thành một cái bức tranh, thành một cái bài văn hình dung tưởng tượng ra cái khoảnh khắc mà chúng ta đã đạt được cái mục tiêu này. Bởi vì tiềm thức thì thích hình ảnh. Anh chị hình dung nó như thế này này. Bây giờ ví dụ như Việt nói với một cái bạn nhỏ 3 tuổi là mua cho Nguyệt cái bút bút bi thiên long, đúng không ạ? Bút bi thiên long thì cái đứa trẻ 3 tuổi đấy nó chưa có biết cái, chưa có bao giờ nó tìm, nó cầm được cái chưa biết cái bút bi thiên long là như thế nào, thì có thể nó ra quán nó sẽ mua, hoặc là nó đi mua cái bút nó không giống như mình muốn, thì tiềm thức của chúng ta như vậy. Nhưng nếu như mình đưa cho cái đứa trẻ đó cái bút như thế này, cái bút rõ ràng như này, đây là nó là cái hình ảnh đó, là đi mua cho mẹ cho cô cái bút như thế này, thì nó ra nó đưa cho cái người chủ quán, thì có phải là mình có được cái bút y chang như mình muốn không ạ? Thì đó là cái cách mình giao tiếp với tiềm thức. Tiềm thức nó thích hình ảnh, tiềm thức nó thích hình ảnh đó, nó giao tiếp với mình thông qua hình ảnh, nên là cái hình ảnh nó rất quan trọng. Khi mình hình dung tưởng tượng ra cái khung cảnh đó thì mình thì tiềm thức nó dễ dàng và nó giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình, và cái hình ảnh đó nó càng cụ thể càng chi tiết càng tốt. Cái khung cảnh, cái hình ảnh mà khi anh chị đạt được mục tiêu, anh chị tưởng tượng ra nó càng rõ nét càng chi tiết càng tốt, càng rõ nét càng chi tiết càng tốt thì tiềm thức càng dễ hiểu, đúng không ạ? Và đối với cái bước thứ hai này, cái bước hình dung tưởng tượng này, thì khi mà chúng ta có mục tiêu rồi ấy, thì chúng ta hãy viết ra một cái bức tranh, vì Nguyệt cũng có cái bức tranh mẫu để giúp cho các anh chị có thể hình dung ra cái cách mình viết như thế nào. Nếu như các anh chị nào cần, nếu như các anh chị nào mong muốn, thì Nguyệt cũng sẽ gửi tặng cho các anh chị, hoặc là anh chị có thể là inbox Nguyệt hướng dẫn cho các anh chị, và Nguyệt gửi tặng cho các anh chị để anh chị có thể viết ra cho mình một cái mục tiêu nó rõ ràng, hình dung ra một cái khung cảnh, cái bức tranh nó rõ ràng. Ok, Nguyệt xin chào chị Kiều Thơm, cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi livestream của Nguyệt ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Nguyệt livestream cái chủ đề đó là 15 cái bước ứng dụng luật hấp dẫn cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu.
Và ngày hôm nay mình cũng sẽ dành tặng cho tất cả những anh chị đang xem livestream của mình một cái món quà. Nếu như anh chị nào chỉ cần làm một cái thao tác nhỏ thôi, đó là hãy chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường, chụp lại gửi cho Nguyệt, Nguyệt sẽ tặng cho anh chị cái bộ công thức 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn thu hút tiền bạc. Ok. Đã rồi, thì đó là cái bước số 2, hình dung tưởng tượng. Những anh chị nào mà muốn được Nguyệt hướng dẫn hoặc là muốn được Nguyệt tặng cái bức tranh mẫu ấy, thì anh chị hãy inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ hướng dẫn cho anh chị nhé. Đó, để chúng ta có được một cái bức tranh hình dung tưởng tượng nó dễ dàng, nó cụ thể hơn, và càng rõ ràng càng chi tiết càng sắc nét thì tiềm thức càng giúp cho chúng ta nhanh đạt được mục tiêu. Ok. Và cái bước thứ ba đó là bước chúng ta đưa cái mục tiêu này vào tiềm thức của mình. Thì có rất là nhiều cái cách để giúp chúng ta đưa cái mục tiêu vào tiềm thức. Tiềm thức là nó giúp cho chúng ta thực thi cái mục tiêu. Chính vì vậy mà cái mục tiêu này muốn được tiềm thức thực thi một cách nhanh nhất thì chúng ta cần phải lặp đi lặp lại. Chúng ta cần phải đưa nó vào được trong tiềm thức của mình. Khi tiềm thức nó tin thì điều đó nó sẽ thực thi, nó sẽ tìm mọi cái nguồn lực để giúp chúng ta có được. Ok, chị Phạm Hoa nhá. Sau livestream chị Phạm Hoa inbox cho Nguyệt để gửi tặng cho chị nhá. Rồi ok. Đó thì có rất là nhiều cái cách để chúng ta đưa đưa cái mục tiêu vào tiềm thức. Có nhiều cách để chúng ta đưa mục tiêu vào tiềm thức. Chúng ta có thể là bằng cái cách là chúng ta tuyên bố cái ám thị, tự kỷ ám thị cái mục tiêu đó, và có nghĩa là bằng cách là chúng ta tuyên bố đọc lặp đi lặp lại nó mỗi ngày, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mỗi ngày cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn nó xảy ra, được không ạ? Đấy là cái cách thứ nhất, đó là tự kỷ ám thị, lặp đi lặp lại. Ok, mình xin chào chị Hồng Xiêm. Sau livestream chị Hồng Xiêm có thể là inbox cho Nguyệt nhá. Rồi, một cái cách nữa đó là chúng ta có thể cầu nguyện. Cái cách cầu nguyện đưa cái mục tiêu vào bài vô miên thì chúng ta ở trong cái trạng thái, chúng ta đưa cơ thể mình vào cái trạng thái thư giãn lỏng, ở vào cái trạng thái gọi là tĩnh tâm đó anh chị. Đó, tĩnh tâm, và chúng ta nói ra cái mục tiêu của mình. Và một cái cách mà nhanh nhất, ngắn nhất đưa cái mục tiêu vào trong tiềm thức, đó là một trong những phương pháp, đó là thôi miên. Một trong những phương pháp đó là thôi miên các anh chị. Thôi miên nó là một bộ môn khoa học, nó là cái cách mà giúp chúng ta đưa cái thông tin, đưa cái mục tiêu của mình vào trong tiềm thức một cách nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất. Thì cái phương pháp làm bài thôi miên á, làm bài thôi miên thì Việt cũng ở trong cái bộ công thức 21 ngày thu hút tiền bạc mà nó hấp dẫn, thì người thầy của Việt cũng đã hướng dẫn rất là kỹ cái lý do vì sao mà chúng ta cần làm bài thôi miên, và cái cách làm bài thôi miên như thế nào, và những cái trường hợp nào thì chúng ta không nên nghe thôi miên, và cũng giải thích rất là rõ thôi miên nó là một bộ môn khoa học chứ nó không phải là một cái gì đó nó gọi là cái gì một cái gì đó nó mê tín hay là nó ảo tưởng, mà nó là một trong những cái bộ môn khoa học các anh chị nha. Đấy, và trong cái bộ công thức 21 ngày thì người thầy của mình cũng hướng dẫn rất là kỹ cái cách làm bài thôi miên như thế nào. Đó, thì nó là thôi miên, nó là một trong những cái phương pháp mà ngắn gọi là con đường tắt dẫn mục tiêu đến tiềm thức. Và khi mà mục tiêu nó đi vào tiềm thức nó tin thì nó sẽ thu hút mọi nguồn lực đến để giúp cho chúng ta đạt được những cái điều đó. Đấy, có rất là nhiều những cái cách. Thì khi mà anh chị đồng hành cùng với Nguyệt, thì Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị, và trong cái bộ công thức 21 ngày thì cũng hướng dẫn cụ thể, và
Nếu như các anh chị đồng hành cùng với Nguyệt thì có duyên đồng hành cùng với Nguyệt, Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị rất là cụ thể. Bởi vì bản thân Nguyệt cũng đã được người thầy của mình hướng dẫn một cách cụ thể, và Nguyệt cũng đã chinh phục được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, những cái sự bứt phá rất là ngoạn mục. Ok, Nguyệt xin chào bạn Lê Liên nhé. Chào tất cả mọi người đã đang xem live của Nguyệt ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau gieo nhân tốt và gặt bầu trời quả ngọt bằng cách là hãy tắt tên những người bạn, những người thân và chia sẻ cái livestream này của Nguyệt về tường để chúng ta có thể là gieo nhân tốt và gặt một bầu trời quả ngọt. Và cũng sẽ được Nguyệt dành tặng cho những cái món quà vô cùng là đặc biệt, vô cùng là tuyệt vời. Những cái món quà này có thể là nó đã giúp cho bản thân Nguyệt thay đổi được cuộc sống, thì biết đâu đó nó cũng có thể giúp cho các anh chị thay đổi được cuộc sống giống như Nguyệt, đúng không ạ? Rồi, đó là ba cái bước ngày hôm nay Nguyệt chia sẻ cho các anh chị. Ba bước tổng tổng thể nó có 15 bước anh chị nhá. Nguyệt sẽ xuyên suốt cùng với các anh chị trong hành trình ngày mai này, ngày thứ hai các anh chị đó, thì Nguyệt sẽ cố gắng đi làm sao để hết 15 cái bước này. Khi mà đi hết cái 15 bước này, anh chị cứ nắm vững áp dụng chính xác 15 cái bước này thì Nguyệt tin chắc chắn rằng là tất cả mọi cái mục tiêu anh chị đặt ra các anh chị đều đạt được như mong muốn. Cứ làm đi anh chị, Nguyệt đã làm rồi và Nguyệt đã đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, về cả tài chính, về cả sức khỏe và mối quan hệ, đúng không ạ? Lúc nào tiện thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị những cái thành công mà người đã đạt được, ok không ạ? Thì đó là ba cái bước đầu tiên ngày hôm nay mình chia sẻ ba bước thôi, mỗi hôm một chút anh chị nhá, mỗi hôm một chút thôi. Ba cái bước này đó, đầu tiên ngày hôm nay anh chị về hãy thiết lập cho mình một cái mục tiêu đi, một cái mục tiêu theo đúng cái công thức mà mình đã cho các anh chị ghi ra, đúng không ạ? Và những anh chị nào mà mong muốn được Nguyệt chỉnh sửa cho hoặc là xem cho cái mục tiêu xem nó đã đúng với công thức chưa, chị thiết kế như vậy nó đã đúng công thức chưa, thì hãy khi mà thiết kế xong thì hãy gửi qua cho Nguyệt, Nguyệt sẽ xem giúp cho các anh chị, và có chỗ nào cần chỉnh sửa thì Nguyệt hỗ trợ giúp cho các anh chị, ok không ạ? Rồi, thì đó là ba bước trong 15 bước ứng dụng mà luật hấp dẫn ngày hôm nay. Bao nhiêu trong số các anh chị ngày hôm nay chúng ta đã nắm rõ ba cái bước này rồi? Anh chị comment tôi không, người thấy ạ? Rồi, và tiếp tục vào buổi chiều ngày mai lúc 4:30 mình sẽ tiếp tục hành trình chia sẻ 15 bước ứng dụng luật hấp dẫn cho người mới bắt đầu. Đó, những anh chị nào mà chúng ta mong muốn đạt được mục tiêu, hoặc là những hãy các anh chị thấy được là cái kiến thức này nó rất là thực tế, và các anh chị cũng mong muốn giúp đỡ cho những người thân bạn bè của mình, thì hãy chia sẻ cho những người thân bạn bè của mình để họ cũng có thể là biết được cái buổi live stream của mình và có thể cũng nhận được những cái kiến thức này và được tặng những cái món quà vô cùng là tuyệt vời, đúng không anh chị? Dạ rồi, vậy thì ngày hôm nay mình xin phép được dừng cái buổi chia sẻ tại đây. Hẹn các anh chị vào buổi chiều ngày mai lúc 4:30 anh chị nhá. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Những anh chị mà đã chia sẻ live stream cho Nguyệt thì hãy gửi hình ảnh và nhận quà từ Nguyệt nhá. Ok, người xin chào và hẹn gặp lại ạ.